Cậu học sinh cấp 3 đẹp trai và lạnh lùng này, ngay từ khi chuyển trường đến đã bị lũ côn đồ chú ý tới. Chẳng mấy chốc anh bị mấy thằng côn đồ trường học trong trường xả cơn tức giận, thậm chí còn cướp hết tiền của anh. Hàng ngày lên lớp đều là một nỗi ô nhục đối với cậu. Nhưng nỗi nhẫn nhịn đấy cũng không thể nào chịu đựng được lâu dài. Vào một ngày đẹp trời, lũ côn đồ đang bắt nạt một cô gái, cậu liền túm cổ một thằng, thằng còn lại thì bị đập gãy chân, dùng hai tay khóa chặt đối phương lại, bộc phá sức mạnh bằng những cú đấm sấp xét của mình. Chẳng mấy chốc đám côn đồ này không còn chút phản kháng nào. Thậm chí trên lớp học, bằng ý thức phản xạ tự nhiên, cậu suýt nữa tiễn thầy giáo của mình đi gặp ông bà ông vải. Tuy ban ngày là một học sinh giống như bao nhiêu học sinh khác, nhưng khi đêm đến cậu lại biến thành một tên sát thủ vô danh, đi giết người không chớp mắt. Con mồi nào mà cậu ta ngắm tới thì không có khả năng sống sót, và tên cậu ta là Lee Ho, là một tay sát thủ chuyên nghiệp của Triều Tiên. Vì gia đình và em gái rơi vào cảnh lầm than nên cậu bất đắc dĩ trở thành một gián điệp ngầm ở Hàn Quốc để làm nhiệm vụ. Với độ tuổi 17, liệu cậu ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ được sao? Và cậu sẽ lâm vào hoàn cảnh éo le như thế nào? Hãy cùng mình xem qua bộ phim này nhé. Trước đây bố của Lee Ho cũng là điệp viên mai phục ở Hàn Quốc nhiều năm liền, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay dự tính sẽ về Triều Tiên. Người đàn bà chủ quán này cũng có xuất thân cùng anh ta, với thân phận là bà chủ quán nhậu ven đường, bà ta đã định cư ở đây được 33 năm rồi. Vì không có con nên xem anh ta như một thành viên trong gia đình. Hai người uống ly rượu cuối cùng để chia tay, anh xách vali đến cảng biển Incheon, phía sau có một chiếc xe đang tiến lại gần. Linh tính có chuyện chẳng lành nên anh ta vội chạy. Với kỹ năng là một sát thủ chuyên nghiệp của mình, anh đã hạ gục được vài tên chặn đường. Nhưng cũng không ngờ rằng mình đã bị bao vây, đành phải giơ tay đầu hàng khi biết được mình đã bị tổ chức phản bội trở thành kẻ bỏ đi. Anh vô cùng thất vọng về đất nước mình, anh nở một nụ cười kinh bỉ tổ quốc, cho tay lên ngực. Anh còn chưa kịp nhìn bức ảnh gia đình mình lần cuối, đã bị mang tiếng phản bội tổ quốc chết nơi đất khách quê nhà. Ở phía Triều Tiên, con trai Lee Ho và cô con gái Lee Hae-in, hai người là con của phạm nhân nên cũng phải bị bắt đi tù. Lee Ho là một cậu học sinh xuất sắc trong quân đội thiếu niên, vì tội danh của cha mình nên tương lai giờ đây tối tăm. Nhưng vì trước đó thể hiện tốt nên cậu được đội trưởng đội đặc nhiệm số 8 của đảng chọn để huấn luyện cậu trở thành điệp viên chuyên nghiệp. Kể từ khi đó cuộc đời cậu đã bắt đầu thay đổi. Hai năm sau, đảng nội bộ của Triều Tiên phát sinh tranh giành quyền lực, nội bộ liên tục đấu đá lẫn nhau. Một điệp viên mai phục ở Hàn Quốc lâu năm của đội hỗ trợ tài chính số 8 bị sát hại. Thủ phạm giải quyết rất nhanh gọn lẹ và không để lại một dấu vết gì. Hắn tên là Kang Hun, chính là một điệp viên sát thủ của đội số 35 của Triều Tiên. Mục đích của đội số 35 là muốn cắt đứt nguồn tài chính, nguồn vốn của đội số 8, để họ mất đi nguồn vốn để tranh giành quyền lực trong đảng. Nhìn thấy đội viên của mình dần dần bị xóa sổ, đội trưởng đội số 8 không chịu ngồi im, đội trưởng liền phái Lee Ho qua Hàn Quốc. Mục tiêu của cậu ta chính là phải giết tên sát thủ Kang Hun. Lee Ho sau khi đến Hàn Quốc, cậu được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Dĩ nhiên thân phận của cặp vợ chồng này cũng là gián điệp, đã đến Hàn Quốc được 20 năm và mở một quầy thuốc nho nhỏ, nhưng thực chất hai người bọn họ nắm giữ rất nhiều quỹ đen của tổ chức. Họ sắp xếp cho Lee Ho với thân phận là một học sinh cấp 3 để tránh bị đảng của Hàn Quốc nhòm ngó tới. Ngày đầu tiên đi học, cậu đã bị một đám côn đồ trường học bao vây, bạn cùng bàn chung với tên em gái của cậu là Lee Hae-in. Cha mẹ của cô ta mất sớm, sau khi tan học phải đi làm thêm để kiếm tiền. Vì xuất thân thấp kém nên cô là thành phần để lũ côn đồ nhà trường xả cơn tức giận. Vì là một gián điệp bị đánh, cậu cũng không hề đánh lại, cậu chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Nhưng anh ta lại có tình cảm đặc biệt với cô bạn cùng tên với em gái của mình. Đêm đến, cậu cởi bỏ bộ đồ học sinh của mình biến thành một sát thủ lái xe trên đường. Cậu đến một tiệm bánh kem ra ám hiệu, lấy vũ khí từ chiếc bánh kem ra. Tiếp theo là đến trước một cửa phòng tập boxing và giả làm nhân viên giao hàng. Tiếp theo là đợi con mồi sập bẫy. Sau khi con mồi sập bẫy, cậu liền ra tay với đối phương một cách rất mạnh bạo. Chủ tiệm cũng phản kháng lại, nhưng với sức mạnh của độ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, ông ta đã bị ăn hành. Cậu túm tóc ông ta hất ngược xuống sàn, ép ông ta nói về hành tung của tên sát thủ Kang Hun của đội số 35. Chủ tiệm những lúc sơ hở cầm một con dao thái để phản kháng, nhưng Lee Ho anh nhanh nhạy né tránh được, cuối cùng chỉ với một cú đá chốt hạ đối phương khiến ông ta trở nên mất mạng. Đây là lần đầu tiên cậu giết người, cậu thở dài một hơi rồi đành rưng rưng giọt lệ. Tiếp theo là anh đến một cửa hàng thịt lợn. Cậu cầm lấy một cây súng chĩa thẳng vào chủ quán, ép hắn viết ra biển số xe của Kang Hun, miệng thì luôn luôn cầu xin Lee Ho tha mạng. Nhưng Lee Ho vừa quay lưng đi đã lấy móc lợn phản kháng lại, lại một lần nữa Lee Ho phải ra tay. Anh nhanh chóng né tránh những cú móc thịt lợn của hắn ta, dùng những tảng thịt lợn dồn hắn vào một góc, rất nhanh chóng cậu bẻ lấy cổ hắn ta. Tiếp theo là hắn ta tự lấy chiếc móc sắt của mình móc vào cổ khiến hắn ta đi gặp những con lợn mà ông ta đã giết. Sau khi xe của tên Kang Hun của đội số 35 đã xác định được, Lee Ho đuổi theo phía sau bằng chiếc mô tô chờ cơ hội để hành động. Hai người cùng dừng lại trên vạch kẻ lề đường, chỉ một cái liếc mặt Kang Hun cũng linh tính được có chuyện bất an đang ập tới. Lee Ho lập tức rút súng bắn về phía hắn ta, cửa kính xe bị bắn vỡ tan. Lee Ho đuổi theo, khoảng cách giữa hai xe càng ngày càng gần. Lee Ho cậu ta bắn vào lốp xe, chiếc xe của hắn ta bị mất kiểm soát, đâm vào đám người rồi đâm vào một bình nước và dừng lại. Lee Ho xuống xe muốn giết hắn ta để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng những người bên đường rất đông và hiếu kỳ quay phim lại. Vì không thể ra tay, anh liền lặng lẽ rời đi, bỏ lỡ một cơ hội giết chết hắn ta. Lee Ho 17 tuổi nhưng quá nhiều trọng trách phải gánh vác, cậu chỉ biết chạy bộ để giải tỏa nỗi nhớ người thân bên phía Bắc Hàn. Hôm đó cậu tình cờ nhìn thấy cô bạn cùng bàn Lee Hae-in,
bị một đám côn đồ ép vào góc phòng thí nghiệm. Cậu liền đuổi theo, tiền của cô gái làm thêm để nộp học vất vả lắm mới kiếm được lại bị bọn chúng cướp mất. Cô bé khóc lóc cầu xin nhưng lại bị bọn chúng xé áo. Li Ho ở ngoài chứng kiến mọi chuyện đập cửa đi vào, một người bị bẻ cổ, còn một người thì bị đạp vào gối. Rất nhanh lũ đàn em bị hạ gục, còn tên đại ca bị gãy xương tay ngã xuống sàn. Li Ho cởi áo ra khoác cho cô gái nhưng không biết an ủi như thế nào. Bởi vì sự việc này xấu hổ nên Lee Hae-in đã bỏ học. Cậu nhìn thấy chỗ trống bên cạnh là một khoảng vắng có chút buồn bã. Vài ngày hôm sau cậu gặp lại Hae-in, cô đã thay đổi kiểu tóc và đến gửi lại chiếc áo cho Lee Ho. Sau đó nhờ cậu một việc, hai người đến phòng tập nhảy. Hóa ra cô gái làm việc làm thêm ở đây. Ước mơ của cô là trở thành một vũ công chuyên nghiệp, nhưng phải có sự đồng ý của người giám hộ để cô được làm việc ở đây. Cậu xem cô ta như người em gái lâu ngày không gặp. Trên mẫu đăng ký anh không do dự viết hai chữ anh trai. Hai người quay về ở dưới mưa, Lee Ho nghiêng chiếc ô về phía cô gái, một nửa bên kia của anh bị ướt nhưng cũng không hề hấn gì. Hai người tâm sự cùng nhau rồi đi đến bên bờ sông để đi dạo. Trong thời gian đó, hai vợ chồng ở hiệu thuốc nhỏ đã gặp chuyện, tên sát thủ Kang Hoon đến để báo thù. Hắn ta đe dọa lên nòng đạn để giữ lấy tính mạng của mình. Người phụ nữ đã nói ra mật mã kết sắt, nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị hắn ta cho ăn vài viên kẹo đồng. Trong phòng đọc sách, ông chồng vẫn không hề biết chuyện gì, vẫn ung dung thưởng thức nhạc của BTS bà Blackpink. Tên sát nhân tiến lại gần, một viên đạn được bay ra lại có thêm một sinh mạng xuống địa ngục. Kết sắt được mở ra, số tiền lên đến cả 100 tỷ won. Kang Hoon hắn sai người mang hết số tiền đi, còn hắn ta ung dung ngồi đợi Lee Ho trở về. Sau khi trở về nhà, Lee Ho mở cửa linh cảm thấy có mùi máu tanh. Cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần, anh bước tới phòng khách, nhìn thấy tên sát thủ của đội số 35 đang chờ sẵn từ lâu. Hai người đối mặt nhau sát khí đằng đằng. Rất nhanh cuộc chiến lại đã diễn ra, hắn lao đến để tấn công Lee Ho, cậu kịp thời phản công lại. Hai người đánh đập liên hồi bất phân thắng bại, Lee Ho rút súng ra định bắn hắn, nhưng bị cánh tay hắn bắt lại. Hắn đè cậu vào một góc, Lee Ho với được dây điện dùng lực giật mạnh siết được cổ hắn ta, nhưng không ngờ hắn rút một con dao ra và đâm trúng má anh. Hắn tiếp tục phản công về phía Lee Ho, nhân lúc đối phương sơ hở, đâm vào chân của đối phương. Lee Ho vòng ra phía sau, rồi thêm một nhát chí mạng sau lưng. Kang Hoon hắn ta quỳ xuống rồi ngã xuống sàn. Nơi này không thể ở lâu, anh thay đồ cắt đường ống ga, bỏ vũ khí vào lò vi sóng rồi tẩu thoát. Một tiếng nổ lớn, tiệm thuốc đã bị hủy hoại. Cậu liền chạy đến tiệm ven đường của bà già để lánh nạn. Cậu cạn kiệt sức lực đành ngã xuống sàn. Ngày hôm sau cảnh sát đã bao vây hiện trường, tìm thấy bảng tên của cậu còn sót lại trong đống tàn tích. Danh phận gián điệp của Lee Ho giờ đây đã bị bại lộ. Vài tháng tới anh phải sống ẩn thân, anh từ bỏ tất cả. Hai người giống như hai bà cháu, trở về một cuộc sống bình thường ung dung tự tại. Hôm nay chuông cửa của anh lại reo lên. Nhiệm vụ cuối cùng của anh lại đến, cuộc chiến giành quyền lực trong đảng đã tới hồi kết. Đội số 8 cần vốn gấp, đội trưởng ra lệnh chỉ cần anh mang tiền về là có thể được đoàn tụ với em gái của mình. Vì thế tinh thần chiến đấu của cậu lại được khơi dậy. Dựa vào tấm hình cậu ta đã tìm ra nơi được cất giữ tiền, người của đội số 35 đã đổi số quỹ đen kia thành kim cương để dễ dàng vận chuyển. Lee Ho một mình cậu đột nhập vào nhà kho, một mình cậu ta bắn chết vài tên canh cửa. Sau khi bị phát hiện bọn chúng liền tẩu thoát, nhưng không một thằng nào thoát khỏi nòng súng của cậu ta. Anh ném lựu đạn vào ổ địch, giết chết toàn bộ bọn chúng. Kẻ địch thấy vậy liền ôm lấy vali kim cương trốn trong ống cống đường kính 25 cm, nhưng vẫn không thoát khỏi nòng súng của cậu ta. Giờ đây cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, háo hức chờ ngày trở về Triều Tiên đoàn tụ cùng em gái của mình. Cậu đi chợ mua quà cho bà và em gái. Bà nhận được món quà từ cậu, miệng thì luôn chê quê mùa nhưng trong lòng thì rất vui. Trước khi chia tay và rưng rưng nước mắt nói với cậu, hy vọng cậu về quê bắt đầu cuộc sống mới và đừng bao giờ quay lại nơi này. Sau đó cậu đến phòng vũ đạo từ biệt cô bạn Lee Hae-in. Hai người vẫn không đành xa, cô gái dò hỏi cách thức liên lạc với cậu, nhưng điều đó là không thể, cậu chỉ có thể im lặng mà rời đi. Ngay đêm đó, bộ cấp cao Hàn Quốc cùng đội số 35 của Triều Tiên mở cuộc đàm phán bí mật, chế độ cũ sẽ bị lật đổ, người lãnh đạo mới sẽ lên kế nhiệm. Vì đội 35 có người chống lưng nên giao hết thông tin gián điệp của đội số 8 cho phía Hàn Quốc, hy vọng hai bên có thể hợp tác giết hết người của đội số 8. Hàn Quốc sau khi cân nhắc liền đồng ý hợp tác. Phái các đội đặc nhiệm đi khắp Hàn Quốc truy tìm và giết những thành viên của đội số 8. Ông chủ tiệm tạp hóa sợ bị ép cung nên đã uống thuốc độc mà chết. Ông chủ tiệm bánh thì bị bắt, tất cả đều bị truy lùng. Lee Ho đến giờ cậu ta vẫn không biết gì, vẫn chìm đắm trong niềm vui được trở về quê nhà, không ngờ cậu bị đồng đội của mình đâm một phát dao từ phía sau. Sự thật rằng là không có một điệp viên nào có thể sống sót mà trở về, giống như bố của cậu, bị tổ quốc phản bội, trở thành kẻ bỏ đi. Bằng sự may mắn cậu đã hạ gục được hắn ta. Cậu ôm vết thương đến tìm bà bán hàng ven đường để ẩn nấp. Nhưng giờ đây thân phận bà đã bị bại lộ. Để cậu ấy có thêm thời gian để chạy trốn, bà đánh lạc hướng cầm dao ra liều mạng, kết quả bà bị bắn chết tại chỗ. Cảnh sát phát hiện ra Lee Ho trong đám người lạ liền đuổi theo, nhưng trong bóng tối anh cảnh sát bị khống chế bởi nòng súng, nhưng khi quay đầu lại nhìn Lee Ho thì cậu đã biến mất không dấu vết. Trên đường chạy trốn cậu đi đến nhà Lee Hae-in, vì mất máu quá nhiều nên cậu bị ngất đi. Sau đó cô đưa cậu vào phòng chăm sóc vết thương, trên TV đưa tin gián điệp bị bắt hàng loạt, biết được thân phận của Lee Ho, cô rất kinh ngạc, nhưng cô đã thương thầm cậu mất rồi, cho dù cậu là thứ gì đi chăng nữa cô cũng bao che cho cậu.
đội số 8 hiện tại đã bị thất thủ. Ở Triều Tiên, người đội trưởng bị treo lên tra tấn ép cung về thông tin của Lee Ho và số kim cương. Không thể chịu đựng được việc tra tấn, nên đội trưởng anh ta sẽ tự mình đi đến Hàn Quốc để mang Lee Ho và số kim cương về. Qua ngày hôm sau, Lee Hae-in đang đi siêu thị thì cảnh sát đến để điều tra. Anh ta biết cô và Lee Ho là bạn học. Anh ta gửi bưu thiếp và nói rằng nếu có tin tức có thể liên lạc bất cứ khi nào. Lúc này đội trưởng đội số 8 đã âm thầm đến Hàn Quốc, hắn mang theo em gái của Lee Ho. Tiếp theo hắn ta liên lạc với cậu, hắn lấy em gái của cậu làm lá chắn, bắt cậu ta phải đưa số kim cương ra. Biết chuyện lành ít dữ nhiều, nhưng cậu nhất định phải đi cứu em gái mình. Sau một đêm trằn trọc, cậu để lại tấm hình gia đình và gửi cho Lee Hae-in bạn một lá thư, anh ta nhất định phải đi giải cứu em gái của mình trong ngày hôm nay. Biết được chuyện, Lee Hae-in gọi điện cho cảnh sát báo địa điểm giao dịch, cảnh sát huy động lực lượng. Lee Ho và đội trưởng gặp nhau trên nhà xe sân thượng, em gái nhìn thấy Lee Ho với tay gọi. Cậu lập tức mềm lòng giao kim cương ra, ngay lập tức sát thủ chĩa súng về phía Lee Ho. Nhưng cảnh sát đi trước một bước, hai bên bắt đầu nổ súng. Trong lúc nổ súng, đạn bay vào tấm kính, suýt chút nữa làm em gái Lee Ho bị thương. Cậu hét lên chuẩn bị qua cứu em gái, nhưng đã bị cấp trên ngăn lại. Cảnh sát đã ùa đến, nhưng em gái cậu đã bị đưa đi. Cậu cố gắng chạy đuổi theo, nhưng lối ra đã bị cảnh sát bao vây, chiếc xe đã bị ngăn lại. Thấy em gái an toàn, cậu liền cảm thấy yên tâm và quay lưng bỏ chạy. Vào buổi tối, cậu nhận được một cuộc gọi từ cấp trên hẹn cậu ta, yêu cầu cậu giao kim cương đến một nhà kho bỏ hoang để cứu bạn gái của mình. Cậu không còn cách nào khác, gọi điện đến cảnh sát để gặp em gái nói lời từ giã cuối cùng. Sau khi tắt máy, cậu đau khổ quỳ xuống đất. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng tại sao lại khó khăn đến thế? Cậu lau nước mắt chuẩn bị vũ khí đến địa điểm giao dịch. Đến nơi giao dịch, cậu gọi điện cho cảnh sát mà không nói gì, chỉ để trên đầu xe mô tô, hy vọng có thể thông qua định vị có thể đến giải vẫy giúp đỡ. Ở nơi giao dịch, đội trưởng của cậu nằng nặc đòi giao kim cương ra. Cậu bước vào phòng thấy Lee Hae-in của mình vẫn an toàn. Cậu đến một khoảng đất rộng, giải quyết mối thù mới lẫn cũ. Cậu không dễ dàng đầu hàng, anh vứt một nắm kim cương lên không trung, bắn hạ vài tên sát thủ, cuối cùng cậu cũng bị trúng đạn. Sau đó cậu núp vào chỗ bạn gái của mình, nhanh chóng cởi trói cho Lee Hae-in. Sau đó cậu ném ra một chiếc ba lô về phía đối phương, nhấn công tắc, lập tức mấy bình ga phát nổ. Cả đám người đều thịt nát xương tan, hai người dìu nhau ra ngoài, nhưng tên đội trưởng vẫn còn sống, hắn cầm súng lên bắn Ji Mung Hon. Ngay lúc đó anh cảnh sát đến kịp thời. Ba người cầm súng phẫn nộ hướng về nhau, Lee Ho anh quyết định kết thúc mọi việc, hướng súng về phía cấp trên, hắn ta dùng hơi thở cuối bóp có hướng về phía cậu. Lee Ho cậu trên được đưa đến bệnh viện để cứu chữa, nhưng vì mất máu quá nhiều nên anh không thể nhìn em gái lần cuối. Ly cà phê trên tay của em gái cậu đã rơi xuống sàn, đây chính là sợi dây vô hình của hai anh em đã bị đứt gãy. Em gái lường trước được sự nguy hiểm của anh trai, nước mắt tuôn trào không ngừng. Trước khi anh chút hơi thở cuối cùng, anh nhờ và Ji Hae-in đưa em gái mình về và sống những ngày còn lại cùng nhau. Cảnh phim này đã kết thúc bộ phim Mất Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.